Do bị nhan sắc của các nàng hậu là người dân tộc thiểu số, mặc dù mỗi nàng hậu đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, nhưng ở họ đều toát lên thần thái tự tin, cách ứng xử thông minh đủ để nắm giữ chiếc vương miện cao quý. Mỗi năm làng giải trí Việt đón nhận thêm nhiều người đẹp với danh hiệu hoa hậu, á hậu từ những cuộc thi nhan sắc uy tín, trong số họ đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, đủ để gây ấn tượng với người đối diện và đại diện cho các cuộc thi sắc đẹp mà họ đã tham gia. Nếu như nhiều nàng hậu sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng nữ tính, được ví như thần tiên tỷ tỷ, thì cũng không ít người lại có nhan sắc nóng bỏng cá tính. Đáng chú ý nhất phải kể đến những nàng hậu xuất thân là người dân tộc thiểu số. Đối với những người đẹp này, họ luôn mang trong mình vẻ đẹp của sự tự tin, trí tuệ đủ sức đánh gục những người đối diện ngay lần đầu tiên. Mặc dù những hoa hậu, á hậu là người dân tộc thiểu số trong showbiz Việt hiện vẫn còn rất ít, nhưng họ đều khẳng định được vị trí vững chắc với khán giả từ khi chính thức đặt chân vào thế giới nhan sắc đến nay. Hứa Hẹn Dia, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Tối ngày 6 tháng 1 năm 2018, Hoa hậu Dia đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để lên ngôi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam một cách thuyết phục. Khác với vẻ dịu dàng đầm thắm của nhiều người đẹp khi thi nhan sắc, cô gái dân tộc ED này tự tin với làn da nâu khỏe khoắn và mái tóc tém cá tính ngay từ khi bước vào buổi sơ khảo Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Trước khi đặt bút ghi danh vào các cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Dia đã từng lọt top 8 Việt Nam Next Top Model 2015 và tạo được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo 3 vòng cân đối 84, 60 và 93. Hoa hậu Dia được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam ngay từ những vòng thi đầu tiên. Gương mặt góc cạnh Hoa hậu Dia còn có thể biến đổi nhiều phong cách đa dạng, tạo nên nét đẹp riêng không giống bất cứ nàng hậu nào của Vbiz. Điểm mạnh của Hoa hậu Dia cũng bắt nguồn từ chính ngoại hình, giúp cho cô được nhiều nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng cho nhiều show thời trang lớn trong nước. Đặc biệt, tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam còn có gu thời trang khá trẻ trung, bắt mắt, đa phong cách. Khó có thể phủ nhận Hoa hậu Dia mang cả một vẻ đẹp nóng bỏng cá cượng, khác hẳn với những hoa hậu có nhan sắc nhẹ nhàng hiện tại. Triệu Thi Hà, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011. Sở hữu nhan sắc đủ sức làm rung động lòng người, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Triệu Thị Hà luôn được xếp vào danh sách những mỹ nhân đẹp mê hoặc của showbiz Việt suốt 7 năm qua. Nhan sắc xinh đẹp dễ làm say lòng, người đối diện của Triệu Thị Hà suốt 7 năm qua vẫn không hề thay đổi. Sinh năm 1992, là người dân tộc Nùng và đang quen hoa hậu khi đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Sau khi lên ngôi hoa hậu, Triệu Thị Hà đã lập tức nam tiến và tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên ở các bộ phim như Tình Hoa Muốn Biển năm 2014, Thần Đồng, Cỏ Dại, Như Khúc Tình Ca, Sứ Mệnh Song Sinh. Năm 2015, Triệu Thị Hà lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn cung nữ tỷ thừa trong dự án điện ảnh Mỹ Nhân. Cho đến nay, sau 7 năm sống trong showbiz, Triệu Thị Hà đã dần thoát khỏi vẻ mộc mạc chân chất để xây dựng hình ảnh thanh lịch, gợi cảm. Mặc dù khá ít đi sự kiện, nhưng mỗi khi xuất hiện, người đẹp sinh năm 1992 này đều khiến cho người đối diện xao xuyến bởi nhan sắc khó cưỡng. Á hậu Trương Thị Mai, sinh năm 1988, là người dân tộc Khmer và sở hữu hành trình tham gia các cuộc thi nhan sắc đáng nể. Tính đến nay, Trương Thị Mai đã có tới 10 năm hoạt động trong làng giải trí. Năm 2007, Trương Thị Mai giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàng vũ 2013 và gây ấn tượng với bạn bè quốc tế bởi làn da rám nắng, nụ cười tươi tắn. Năm 2014, Trương Thị Mai giành ngôi vị mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Trương Thị Mai nằm trong số các người đẹp nói không với scandal, luôn được bạn bè trong giới và khán giả đánh giá là gương mặt nghệ sĩ, hoạt động chăm chỉ bền bỉ và đi lên bằng chính thực lực của mình. 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Trương Thị Mai vẫn được nhắc tới là một trong số các người đẹp sở hữu vẻ đẹp riêng biệt với làn da nâu cùng gương mặt đậm chất Á Đông. Đặc biệt, gương mặt của Trương Thị Mai còn dễ gây tình cảm với người đối diện. Hành trình đến vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 của Hoa hậu Dia. Hoa hậu Dia sinh năm 1992, người dân tộc ED, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi tham gia Việt Nam Next Top Model 2015, nhưng lại bị loại từ sớm. Sau cuộc thi, cô làm người mẫu tự do tại thành phố Hồ Chí Minh và nuôi mộng tham gia sân chơi nhan sắc khác. Khi xuất hiện tại vòng sơ tuyển Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hoa hậu Dia được chú ý nhờ mái tóc tím cá tính bên cạnh Mai Ngô, Huỳnh Tiên. Tuy nhiên, so với nhiều ứng cử viên khác, cô không nổi trội về nhan sắc. Không như nhiều thí sinh có vẻ ngọt ngào,
cô gái dân tộc ED lại sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo và tính cách mạnh mẽ. Cô được ví như viên ngọc đen với vẻ đẹp khác lạ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng phụ Việt Nam 2017. Hohenia có chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 84-60-93. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu thân hình lý tưởng sexy nhất của cuộc thi. Trong các phần thi bikini hay chụp ảnh bikini, cô luôn tự tin phô diễn hình thể trước ống kính. Mặc dù ít nổi bật so với Hoàng Thùy, Mâu Thủy, nhưng qua từng thử thách của show truyền hình Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam 2017, cô ngày một tiến bộ và tỏ sáng. Cô từng chia sẻ trong khi các thí sinh có ekip hùng hậu tư vấn và hỗ trợ phía sau, cô chỉ có một mình. Tính cách của cô cũng khá thật thà nên cô biết cách để gây ấn tượng như nhiều ứng cử viên khác. Tuy nhiên, thông qua cuộc thi, cô muốn truyền tải thông điệp giúp các cô gái dân tộc như cô mạnh mẽ hơn để vươn xa ngoài cộng đồng của mình. Trong các hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hohenia được nhận ra dễ dàng trước mái tóc tém đặc trưng và khác biệt. Gu thời trang của cô trong mỗi lần xuất hiện cũng được đánh giá cao, không còn vẻ quê mùa mà ngày một thanh lịch hiện đại. Ở Hohenia còn toát lên sự tự tin, năng động và bản lĩnh. Tại đêm bán kết của Hoa hậu Hoàng phụ Việt Nam 2017, cô được khen ngợi về thần thái khi trình diễn bikini. Ở phần thi người đẹp biển trong vòng chung kết, cô gái dân tộc ED cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ từng bước cách quát uyển chuyển, nụ cười ngọt ngào. Nhờ hình thể chuẩn, sự tiến bộ không ngừng mà Hohenia được công chúng dự đoán sẽ làm nên chuyện trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàng phụ Việt Nam 2017. Và trong giây phút công bố kết quả cuối cùng vào tối ngày 6 tháng 1, tên cô bất ngờ được xướng lên. Cô vượt qua cả Hoàng Thùy, Mâu Thủy để giành vương miện danh giá. Chiến thắng của Hohenia đã làm nên lịch sử trong các cuộc thi nhan sắc. Bởi đây là lần đầu tiên tân hoa hậu là người có mái tóc tém và đến từ vùng đất cao nguyên. Việc Hohenia đăng quang khá thuyết phục khi cô đã thể hiện xuất sắc ở các phần thi trình diễn áo dài, bikini và đặc biệt là phần ứng xử top 3. Sự tự tin, bản lĩnh cùng câu trả lời ngắn gọn ý nghĩa của cô đã thuyết phục được ban giám khảo. MC Phan Anh nói gì về kết quả đêm chung kết Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam? Là thành viên của hội đồng giám khảo chấm điểm và quyết định chiến thắng của Hohenia trong đêm chung kết, MC Phan Anh đã có những quan điểm riêng về điều này. Cảm xúc và suy nghĩ của anh như thế nào về kết quả của đêm chung kết Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam 2017? Tôi cảm thấy vui và hài lòng với chiến thắng của thí sinh Hohenia. Đặc biệt tôi nhận thấy sự đồng thuận của rất nhiều người trong khán phòng khi MC đọc kết quả. Là một giám khảo, không có gì hạnh phúc bằng việc kết quả được số đông đón nhận. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đánh giá cho điểm bằng sự công tâm nhất và đứng dưới góc độ khách quan để đưa đến kết quả công bằng cho các thí sinh và được sự ủng hộ của nhiều người. Việc Hohenia đăng quang có nằm trong dự đoán trong đó và được anh lựa chọn trong lúc bàn bạc với ban giám khảo. Tôi không biết các giám khảo khác có những chọn lựa riêng như thế nào, nhưng tôi nghĩ họ có lẽ đồng cảm với mình. Tất nhiên Hohenia là lựa chọn của riêng tôi trong top 3 vì cô ấy xứng đáng sau những gì tỏa sáng trên sân khấu. Chắc chắn với sự công tâm, các giám khảo khác sẽ nhìn thấy điều đó từ Hohenia. Một phần chúng tôi không trao đổi với nhau nhiều để đảm bảo tính công bằng theo cách đánh giá của từng giám khảo, nhưng tôi tin cả hội đồng đánh giá đều có đồng cảm chung. Anh nghĩ Hohenia chiến thắng nhờ điều gì? Tôi thấy sự tỏa sáng không chỉ ở thần thái cách quát, sự tự tin và chính ở suy nghĩ chân thật, đầy lòng nhân ái trong vòng ứng xử. Cả hai phần trả lời câu hỏi ở top 5 và top 3. Tôi rất hài lòng với chia sẻ của Hohenia và tôi tin cô gái ED có đủ nguồn cảm hứng để truyền lại cho nhiều người. Hơn hết, tôi đánh giá cao về những dự án. Vì cộng đồng của Hohenia, vì nó rất thực tế, gần gũi trong cuộc sống, nhưng có ý nghĩa với xã hội. Tôi tin với vai trò của một tân hoa hậu, cô ấy sẽ có sức mạnh để thực hiện đúng với lời nói của cô ấy. Trước chung kết, Hoàng Thùy và Mâu Thủy dường như được truyền thông và khán giả ưu ái. Vậy anh có bất ngờ gì khi người chiến thắng hai cô kia là Hohenia? Tôi nghĩ truyền thông hay khán giả đều có những cách tiếp cận thí sinh theo góc nhìn của họ, còn ban giám khảo là những người tiếp xúc với thí sinh nhiều hơn từ đầu cuộc thi qua từng thử thách và thấy rõ mỗi thí sinh có điểm mạnh, điểm yếu và nỗ lực của họ đặt ra như thế nào. Trước đêm chung kết, tôi có gặp các bạn và chia sẻ rằng ban giám khảo khao khát tìm một thí sinh có trái tim nhân ái, sẵn sàng làm hết mình vì cộng đồng
và có thể lan tỏa tình yêu đến mọi người. Hơn hết, cô gái ấy có thể giúp cho mọi người hiểu được thông điệp, có thể gần gũi, hiểu trái tim hoa hậu mà không cần bất cứ ngôn ngữ nào khác. Anh nghĩ Hoàng Thùy hay Mau Thủy thiếu điều gì để trở thành hoa hậu? Khi trước đó cả hai cô gái này rất được lòng công chúng, tôi nghĩ đơn giản, điều họ thiếu là điểm số từ ban giám khảo. Anh đánh giá sao vẻ đẹp của Hohenia sẽ tiếp cận với quốc tế khi tham gia Miss Universe 2018? Khi tôi ngồi ghế giám khảo, tôi có đặt câu hỏi cho Hoa hậu Hoàng Vũ 2008 Dasana Mendoza rằng cô lựa chọn cô ấy. Cô ấy chọn người đẹp có mái tóc ngắn. Dasana không cần biết hay hiểu quá nhiều về ngôn ngữ Việt Nam, nhưng cô ấy vẫn có thể đồng cảm và thấy được nguồn năng lượng tỏa ra từ Hohenia. Tôi nghĩ vẻ đẹp của Hohenia rất hiện đại cá tính, nhưng vẫn có sự quyến rũ hấp dẫn. Hơn hết, cô ấy chân thành và có lòng nhân ái. Với các yếu tố, tôi tin bạn bè quốc tế sẽ yêu thích vẻ đẹp của Hohen. Nó không chỉ được đánh giá nhờ vào mái tóc, mà chính là sự hấp dẫn riêng của cô ấy. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.